Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Mời các bạn lắng nghe bản tóm tắt của quyển sách Ai lấy miếng format của tôi, tác giả Spencer Johnson. Bản quyền thuộc về VV Technology. Giọng đọc Thái Ngọc. Thông qua câu chuyện ngụ ngôn thời hiện đại, Ai lấy miếng format của tôi cung cấp những bài học quý giá về cách thức ứng biến trước thay đổi một cách khôn ngoan. Dù bạn có đang chật vật với tình hình kinh doanh hay đang tìm kiếm giải pháp thích hợp để giải quyết một mối quan hệ trắc trở, cuốn sách sẽ mang đến cho bạn những công cụ tốt nhất để hiểu thấu được bản chất con người và xem sự thay đổi là một động lực tích cực. Cuốn sách này dành cho ai? Các doanh nhân tìm kiếm phương pháp tốt hơn để quản lý những thay đổi trong công việc, người đang gặp vấn đề với các mối quan hệ cá nhân, nhân sự đang đối mặt với việc bị sa thải hoặc cách thay đổi trong công ty. Đừng sợ thay đổi. Học cách vượt qua nỗi sợ, xử lý những bước ngoặt trong cuộc sống một cách uyển chuyển và tìm kiếm con đường để thực hiện ước mơ của bạn. Đây đều là những vấn đề mà mỗi người trong chúng ta phải đối mặt trong cuộc sống. Cốt truyện gồm 4 nhân vật sống trong một mê cung: 2 chú chuột đánh hơi và nhanh nhẹn, 2 người tí hon là chậm chạp và u lì. Khi họ đi trong mê cung tìm kiếm format, rõ ràng rằng chuyến hành trình của họ không chỉ là tìm thức ăn, đó là nhiệm vụ để hiểu hơn về bản chất con người. Qua cuốn sách này, bạn sẽ học được cách để chuẩn bị tốt hơn cho những bước ngoặt lớn trong đời. Vì sao suy nghĩ đơn giản như một chú chuột có thể giúp bạn đạt được mục tiêu dễ dàng hơn? Cách hình dung mục tiêu để tăng cơ hội đạt được chúng. Miếng format hay trạng thái thành công có thể làm tê liệt bạn. Hai chú chuột đánh hơi và nhanh nhẹn không suy nghĩ quá nhiều. Thay vào đó, chúng dành thời gian băng qua các hành lang trong mê cung để tìm kiếm format. Cách làm dường như không có trí tuệ mà hai con chuột này đặt ra để đạt được mục tiêu của chúng mang tính hướng dẫn và thường là phương pháp hiệu quả nhất để đạt được mục tiêu của chính bạn. Trên thực tế, hành động mà không suy nghĩ quá nhiều có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và năng lượng. Nếu giả sử không có miếng format nào ở cuối con đường, đánh hơi và nhanh nhẹn chỉ đơn giản quay đi và chạy tiếp một con đường khác, không tốn thời gian để giận dữ, thất vọng. Chậm chạp và ù lì cũng tìm format trong mê cung, nhưng không phải bởi vì họ đang đói. Họ nghĩ rằng việc tìm thấy format mang đến cho họ cảm giác vui vẻ và thành công. Với bộ não phức tạp hơn, chậm chạp và ù lì đã vạch ra những chiến lược đi tìm format, ghi nhớ những góc khuất và ngõ cụt trong mê cung. Với tất cả những kế hoạch ấy, chúng vẫn thường băn khoăn và thỉnh thoảng lạc lối. Và mỗi khi đôi bạn trở về tay không, họ trở nên ủ rũ. Cuối cùng, chậm chạp và ù lì tìm được một kho format nhập khẩu nằm dọc theo ga format C. Mỗi ngày, họ đều đảm bảo phải dậy sớm và ghé qua trạm để ăn nhẹ. Tuy nhiên, cuộc sống của cặp đôi dần dần bắt đầu xoay quanh bữa tiệc tại ga format C. Họ cảm thấy như ở nhà và rất tự hào về điều đó. Họ cũng bắt đầu coi đó là một điều hiển nhiên. Giống như chậm chạp và ù lì, khi đạt được thành công hay tìm được miếng format, chúng ta nhanh chóng phụ thuộc vào điều đó, đến nỗi cuộc sống chỉ xoay quanh miếng format ấy. Thank you.
Hoàn cảnh tốt không bao giờ kéo dài mãi mãi. Một buổi sáng, Chậm Chạp và U Ly thức dậy và hoảng hốt nhận ra miếng format của họ đã biến mất. Thật vậy, sự thay đổi luôn xảy ra, dù sớm hay muộn. Nhận thức được điều này có thể giúp bạn theo dõi kỹ hơn tình hình hiện tại của mình để dự đoán tốt hơn những thay đổi sắp tới. Ngược lại, đánh hơi và nhanh nhẹn không bao giờ coi thường việc tích trữ và đảm bảo luôn theo dõi bất kỳ thay đổi nào đối với nguồn dự trữ. Do đó, hai chú chuột nhận thấy rằng miếng format đang nhỏ dần một cách đều đặn. Nếu bạn mong đợi mọi thứ luôn duy trì như nó vốn có thể bạn sẽ bỏ lỡ dấu hiệu về những thứ đang thực sự thay đổi. Chậm Chạp và U Lì quá thích thú với miếng format đến nỗi không nhận ra miếng format đang nhỏ lại, thậm chí chúng bắt đầu móc. Đôi khi những điều chúng ta nghĩ về bản thân làm cho chúng ta khó chấp nhận sự thay đổi hơn. Nếu bạn tin rằng bạn xứng đáng với thành công, sức khỏe tốt và nguồn format vô tận, bất kỳ điều gì có thể lấy đi những thứ ấy cũng khiến bạn cảm thấy không công bằng. Đến mức bạn có thể phủ nhận sự thật rằng việc thay đổi đang thực sự diễn ra. Chậm Chạp và U Lì đã chìm đắm về việc xem ga format C là một phần thưởng cho nỗ lực của họ sau khi dành hàng giờ đồng hồ tìm kiếm. Vậy nên, khi phần thưởng thực sự biến mất, họ không thể chấp nhận được thực tế ấy. Bạn chẳng bao giờ muốn mình rơi vào hoàn cảnh ấy đâu. Thay vào đó, hãy để mắt tới những dấu hiệu của sự thay đổi và thích nghi với nó càng sớm càng tốt. Càng thực hiện sớm, bạn sẽ càng sớm tìm được hướng đi cho mình lần nữa. Ngay khi đánh hơi và nhanh nhẹn nhận ra ga format C đã hết format, chúng liền rời đi mà chẳng bận tâm gì nhiều. Và may mắn thay, chúng tìm được một lượng format khổng lồ tại một ga khác, format N. Chậm Chạp và U Lì không may mắn như thế, không chấp nhận được điều đó. Chúng cứ quay trở lại nhà ga trống không, ngày càng đói, suy nhược và kiệt quệ. Bài học rút ra từ hai người tí hon, càng ít Chậm Chạp và ít U Lì, càng sớm thích nghi với thay đổi. Bạn càng sớm thích nghi và dịch chuyển sang một hoàn cảnh tích cực hơn. Tại sao có nhiều người trong số chúng ta, giống như Chậm Chạp và U Lì, có cái nhìn phiến diện về những thay đổi lớn? Đó là sợ hãi. Sau cùng, thay đổi yêu cầu bạn phải đối mặt với một tình huống mới và vật lộn với những quy tắc mới. Điều này có thể làm bạn mất phương hướng và tuyệt vọng. Vậy nên, cũng bình thường nếu chúng ta sợ sự thay đổi. Ví dụ, khi đến ga format C trống không, Chậm Chạp và U Lì lại phải mạo hiểm đi vào mê cung để tìm thức ăn. Chúng lo là sẽ bị lạc hoặc cảm thấy mình đang trong một con hẻm mù mịt không lối thoát. Nhưng hãy nhớ rằng, bạn càng chần chừ rời khỏi vùng an toàn, mọi thứ sẽ càng lâu mới có thể tốt hơn. Tưởng tượng người đồng đội rời bỏ bạn hoặc một chấn thương là bạn phải rời xa môn thể thao ưa thích. Bạn không thể bình phục. Tuy nhiên, chỉ cần tìm được một cánh cửa mới mang đến niềm vui cho bạn một lần nữa. Điều này nghĩa là bạn cần thiết phải tìm kiếm một điều gì đó mới mẻ. Mặc dù Chậm Chạp và U Lì rất đói bụng, bọn chúng vẫn sợ phải khám phá những lối đi mới trong mê cung. Thay vào đó, chúng liên tục đập vào bức tường ga format C để xem còn sót lại thứ gì đằng sau không. U Lì cuối cùng cũng khám phá ra cách để đối diện với nỗi sợ. Cậu hình dung mình ngồi trên đỉnh miếng format ưa thích, format mềm kiểu Pháp. Vậy, hình dung mục tiêu một cách chi tiết, sống động sẽ làm cho bạn tăng ham muốn chinh phục mục tiêu đó. Vậy nên, nếu cảm thấy bế tắc hoặc không thể chế ngự nỗi sợ, hãy hình dung mục tiêu càng chi tiết càng tốt. Điều đó sẽ khơi dậy ham muốn và cho bạn năng lượng để đương đầu. Dám đi theo một lối mới. Sau khi liên tưởng tới mục tiêu của mình, U Lì đi tìm miếng format mới, nhưng Chậm Chạp lại không thèm nhúc nhích. Cậu ở lại trong nhà ga trống rỗng, tức giận, hốc hác, và quan trọng là bị nỗi sợ phải ra ngoài tìm kiếm format xâm chiếm. Cùng lúc đó, kinh nghiệm của U Lì được cải thiện đáng kể. Khi bạn đi theo một hướng mới, bạn học cách đón nhận sự thay đổi tốt hơn. Nếu bạn có thể chiến thắng nỗi sợ hãi của mình dù chỉ một lần, thì lần tiếp theo khi đối mặt với sự thay đổi, bạn sẽ có đủ tự tin để vượt qua.
Uli đã được khuyến khích để đi tiếp. Mặc dù cậu cô độc và lo sợ khi bắt đầu một cuộc hành trình, nhưng dần dần cậu trở nên tự tin. Mặc dù chỉ mới tìm được một vài mẫu format nhỏ, cậu vẫn tự hào về bản thân vì đã đi được đến đây. Cuộc sống tốt hơn nhiều khi cậu không còn bị chi phối bởi nỗi sợ hãi. Uli đã học được một bài học quan trọng, rằng khi nỗi sợ hãi còn tích tụ trong tâm trí, nó thường dữ dội hơn nhiều so với khi bạn đã ra khỏi vùng an toàn. Và khi bạn bắt đầu di chuyển, rất có thể mọi thứ sẽ đi. Có thể chuyến đi ấy kết thúc bằng hình ảnh không có format, nhưng hầu hết là luôn luôn xuất hiện những miếng format mới. Miếng format mới ấy có thể là một người bạn mới, một công việc mới, hay thậm chí là một cách mới để giải quyết những xung đột cá nhân hoặc những vấn đề trong kinh doanh. Tất cả những gì bạn cần làm là bước ra khỏi vùng an toàn của mình và bắt đầu tìm kiếm. Dần dần, Uli bắt đầu lấy lại được toàn bộ sức mạnh và sự tự tin. Lòng tràn đầy hy vọng, anh sụp sạo trong mê cung cho đến khi tìm thấy ga format N với hàng tấn format, nơi mà đánh hơi và nhanh nhẹn đã sớm tìm được. Vậy thì, làm cách nào để áp dụng bài học từ câu chuyện ngụ ngôn này để đem lại lợi ích cho công việc hoặc thậm chí cho cuộc sống của bạn? Cùng chia sẻ với nhóm câu chuyện về Uli chậm chạp, đánh hơi và nhanh nhẹn, để tất cả cùng cởi mở đón nhận các thay đổi, từ đánh giá bản thân xem đâu là nhân vật giống với họ. Những người giống đánh hơi có óc quan sát tuyệt vời. Họ chú ý đến những thay đổi dù là nhỏ nhất và dự đoán những thay đổi lớn hơn trong thị trường. Đánh hơi cũng có thể phát hiện ra những sản phẩm mới hay, góc độ cạnh tranh hoặc cập nhật tầm nhìn chung của công ty. Mặt khác, những người giống nhanh nhẹn thích hoàn thành công việc. Đây là các nhân viên nên được khuyến khích hành động dựa trên tầm nhìn chung mới. Những ù lì trong tổ chức của bạn thường cảm thấy bất an trong thời gian chuyển đổi. Điều này có thể trở thành vấn đề. Đặc biệt, nếu họ không đủ can đảm để trở thành chậm chạp, bạn sẽ phải nỗ lực chứng minh rằng việc thay đổi có thể phù hợp với lợi ích của nhóm người này. Từ kinh nghiệm của những người tí hon và những chú chuột có thể truyền cảm hứng cho đội của bạn luôn trong tâm thế quan sát những cơ hội mới. Mặc dù tràn ngập format ở ga format N, chậm chạp cũng đã học được một bài học, luôn tìm tòi mê cung, đi tìm một căn cứ format mới. Thật vậy, những gì hiệu quả ngày hôm nay chưa chắc sẽ hiệu quả vào ngày mai. Khi môi trường thay đổi, doanh nghiệp của bạn cũng cần thay đổi, nếu không bạn sẽ bị tụt hậu. Vậy nên hãy nhớ rằng, cho dù mọi việc vẫn suôn sẻ, hãy để mắt đến những cơ hội mới và thú vị. Tổng kết. Thay đổi là điều không thể tránh khỏi. Vậy bạn ứng phó với thay đổi như thế nào? Để không chỉ đối phó mà còn phát triển trong một môi trường đang thay đổi, bạn sẽ cần phát triển những thái độ và tư duy giúp quá trình thích ứng với thay đổi ấy ít đáng sợ hơn và bổ ích hơn. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Bản tóm tắt của quyển sách Ai lấy miếng format của tôi, tác giả Spencer Johnson, giọng đọc Thái Ngọc. Voi FM, ứng dụng sách nói chất lượng cao, kho sách nói lớn nhất Việt Nam, từ các tác giả sách bán chạy nhất, cùng nhiều thể loại nội dung khác, podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiền và ngủ. Chia theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà. Hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ. Điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân. Tải xuống để nghe không cần mạng. Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn. Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng. Còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay. Voi FM, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.